Hôm trước em về thế nào? Anh không cần phải giả vờ quan tâm. Đêm đó em thực sự để anh vào tình huống khó xử lắm đó. Nếu em cứ tiếp tục cư xử như vậy, em sẽ khiến cho anh có cảm giác là em thiếu tôn trọng tình bạn giữa chúng ta. Thứ em muốn ở anh không phải là tình bạn. Anh thừa biết em đã chờ đợi anh bao năm nay mà. Nhưng mà anh cũng đã rất nhiều lần nói với em rồi mấy anh à. Anh rất trân trọng tình cảm em dành cho anh. Nhưng mà anh xin lỗi, mối quan hệ giữa chúng ta chỉ có thể đến thế thôi. Anh làm được, nhưng em không làm được. Anh đã từng nói rất ngưỡng mộ em và cảm thấy thoải mái khi ở bên cạnh em. Vậy thì tại sao chúng ta không thể đến với nhau? Anh rất ngưỡng mộ em. Anh thực sự cảm thấy thoải mái khi bên cạnh em. Nhưng mà đó là trong công việc. Nó khác hoàn toàn chuyện yêu đương em à. Là vì con bé mẹ đơn thân đúng không? Anh rung động với nó rồi à? Nếu như anh có rung động với bất kỳ cô gái nào thì đó cũng không phải là chuyện của em. Anh chỉ muốn nói với em, mối quan hệ giữa chúng ta sẽ không bao giờ được như em kỳ vọng đâu. Chuyện đêm hôm trước hãy xem như chưa có gì xảy ra cả. Em không thể xem như chưa có gì xảy ra được. Nếu như em cứ tiếp tục cư xử như thế này thì chúng ta rất khó làm việc trong công ty đó. Em đang cho anh cảm giác là em muốn can thiệp, muốn kiểm soát cuộc sống của anh. Em muốn kiểm soát cuộc sống của anh? Anh chưa bao giờ nói như thế cho đến khi Hạnh xuất hiện. Em hiểu rồi. Việc đi mở rộng thị trường miền Nam này nọ, tất cả chỉ là kế hoạch của anh để đuổi em đi đúng không? Kế hoạch của anh muốn đuổi em đi? Em thực sự nghĩ như vậy à? Đúng, em nghĩ như vậy đấy. Được rồi, nếu anh muốn, em sẽ suy nghĩ và cho anh câu trả lời. Vào đi. Chuyện hôm trước anh nói em nghĩ xong rồi. Vậy à? Em quyết định thế nào? Em đi. Anh biết đây là quyết định rất khó khăn của em. Cảm ơn em nhiều lắm. Để anh gọi cho Khôi, chắc là ba chúng ta sẽ ngồi lại với nhau để thống nhất nhé. Muốn tống em đi nhanh thế cơ à? Em nói vậy mà anh. Em nói đúng thứ em đang nghĩ đấy. Mời anh. Anh cứ gọi cho Khôi đi. Em sẽ biến sớm cho anh vui.